rồi, rất nhiều các bác cũng đang thắc mắc về dòng sản phẩm máy băm sơ dừa của bên em. Vậy thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu để các bác chiếc máy băm về và trang tới thương hiệu của quần group bên em sử dụng hệ một pha gia đình nhưng mà lại cho năng suất cực khủng, có thể băm được từ 200 đến 250 kg nguyên liệu dừa tươi, dừa khô mỗi giờ. Như thế này thì các bác có thể ứng dụng được đa năng trong việc cải tạo đất trồng, làm phân bón củ cây, giá thể trồng nấm, trồng lan hay thậm chí đó là làm đệm lót chuồng sinh học, khử mồ hôi phân chuồng cực kỳ tốt. Máy băm sơ dừa B300 của Bình Quân Group làm hoàn toàn từ khung sắt thép chịu lực và được hàn gắn chắc chắn, cho nên là quý vị thấy không, hoạt động rất mạnh mẽ nhưng mà không hề gây rung lắc, máy chạy êm ru, trơn tru và bền bỉ. Với phần pha nạp dạng phễu và hướng dốc xuống buồng làm việc giúp quý vị có thể thả nạp nguyên liệu một cách dễ dàng và nhanh chóng, hạn chế được tình trạng nguyên liệu bắn ngược trở lại ra bên ngoài, khác hẳn so với các dòng máy trôi nổi ở ngoài thị trường. Thiết kế buồng làm việc chuyên dụng bao gồm sẽ có 4 dao băm, 3 dao phá và 2 dao kê được gắn cố định ở hai bên thành máy, kết hợp với một mặt sàng lưới ở phía dưới giúp sàng lọc thành phẩm có kích thước nhỏ tương ứng đi qua lỗ mặt sàng và rơi xuống cửa xả. Thiết kế cải tiến với phần sàng có thể thay lắp ở phía bên ngoài và hiện tại có các lỗ mặt sàng với kích cỡ khác nhau để giúp cho quý vị bà con có thể lựa chọn và thay đổi các mặt sàng cho ra thành phẩm có kích cỡ tương ứng. Có các kích cỡ mặt sàng như sau: 10, 14 và 20mm. Bộ phận buồng băm sẽ có khóa chốt như thế này ạ, đảm bảo an toàn trong quá trình quý vị vận hành. Quý vị thấy không? Với buồng làm việc chuyên dụng như vậy thì cho ra thành phẩm mùn dừa rất là chất lượng luôn ạ. Và với thành phẩm mùn dừa này thì quý vị có thể ứng dụng được đa năng luôn. Và một số còn đặc biệt đó là tái chế, ép nén thành viên để tạo ra viên nén sơ dừa, thu về nguồn lợi kinh tế cực kỳ cao. Các bác ơi, các bác muốn mua máy băm sơ dừa B300 của Bình Quân Group bên em thì hãy liên hệ tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình các bác nhé. Bên em sẽ nhận tư vấn 24/7 và giá cụ thể cho các bác cũng như là hỗ trợ các bác đặt mua dòng sản phẩm máy băm sơ dừa B300 này ạ. Cảm ơn quý vị và con đã dành thời gian để theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo và chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và con những dòng băm sơ dừa với năng suất công nghiệp.